phái Chùa Dơ. À. Đây có hai bảo vệ. Đây là con chó Việt Nam thả đi về tội nghiệp lắm nè. Đây tổng vô chùa Dơi đó, mấy sư thầy Miên không nè đó, thấy quá nhìn 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 đây đang đi vô chùa Miên đó, chùa Dơi. Ai muốn có mặt bưu lên trước đi con, đây chùa Dơi không đi bên trên đây. Tôi đi anh quay cho. Đây. Nãy giờ không bao giờ thấy mặt tôi hết nha. Tôi đi chùa Dơi đây. À. Đi quay ngang ngang. Đây, mấy sư của chùa đang làm việc. Đây là mấy sư. Đây là chùa Dơi. Quất quay qua. Đây, đây. Đó, mấy sư đang quét dọn. Chùa Dơi cũng nổi tiếng ở đó mấy mình vô đây mười mấy hai chục năm rồi. À. Cái gốc cây này cũng linh thiêng, gốc cây này đó ha, linh thiêng. Quét lá cây rồi đó. Cái gốc cây đó cũng linh thiêng lắm nè, em thấy có bao bọc vòng. À, cái gốc cây đó hả? Đó. Cái cây di tích. Năm rồi mình đi ngay ngày lễ, trời nó đông đông nghẹt luôn. Đây đây thầy ở đây. Đây là chùa Dơi. Chùa Dơi tức là chùa Miên ở Sóc Trăng hay chị ha? À, Sóc Trăng đây. Trong đây có Phật nằm ở trong đây. Dạ. Đây là cháu chánh điện hả chị? Con chó nó nằm luôn. Có đệ tử nằm giữ chùa nè. Đó nằm giữ chùa bà ngủ vậy đó. Thấy yên bình vậy không? Có cái đài nào cũng phải quay, đang quay phim, đang quay bên kia. Chánh điện bên kia chứ. Bên kia là chánh điện. Đây là chùa Dơi Sóc Trăng. Chùa này bao nhiêu năm con? Có thấy không? Chùa năm lắm à. Để lại con cái bên kia mở nhạc à nha. Cái chùa này được xây dựng năm 1569, mấy trăm năm, tức là gần 500 năm không? Dạ. Nghe tiếng nhạc. Thank you.
Bà Đen trong chùa Dơi là chánh điện. Đây là ban nhạc của Khmer. Đây là cái những bài nhạc Khmer. Đây lên chánh điện của chùa Dơi. Chùa này gần 500 năm. Dơi, mà cái chánh điện này là chánh điện từ hồi xưa tới bây giờ còn lưu lại. Bên kia cũng có một cái chánh điện nữa, mà chánh điện nó mới hơn. Chánh điện ở đây là rất là lâu đời. Cái cột được chạm mấy trăm năm vẫn giữ nguyên.